Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe. This love is worth it. Our own miracle lives.
và kính thưa toàn thể cô dì chú bác, toàn thể bạn bè thân hữu của hai gia đình, chúng tôi đoàn mấy bạn nhà trai chúng tôi từ Cẩm Thủy, Thanh Hóa, quê hương nơi có suối Cá Thần nổi tiếng của nhà nước mình. Trước hết, xin phép được đại diện cho phái đoàn nhà trai, lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể các cụ ông, cụ bà, các bác, các cô, các chú, toàn thể bạn bè thân hữu của nhà trai và nhà gái sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công của nhà ông. Xin được phép giới thiệu tôi tên đầy đủ là Cao Hồng Quân, là bác của cháu Huy đây. Ngồi bên cạnh tôi là các bác, các bà, các cô, các chú của cháu Huy, đặc biệt là có ông Hải và thân sinh của cháu Dương đây. Thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cháu Nguyễn Duy là con trai đứng của gia đình chúng tôi, và cháu Quỳnh Trang là đứng của gia đình nhà gái. Sau một thời gian các cháu tìm hiểu, yêu thương nhau và được sự thống nhất của hai gia đình, hôm nay nhà trai chúng tôi về đây với các cụ, các ông, các bà. Thứ nhất là được để kính cáo gia tiên, thứ hai là có các đồ xính lễ để thực hiện các nghi thức cho lễ thành hôn của thằng cháu. Có lẽ là về mặt xính lễ thì thưa với ông các bà là có là ăn hỏi, làm tài và xin cưới. Xin báo cáo với các cụ ông và toàn thể cô thì du bác anh em bạn bè của gia đình hôm nay phải toàn mọi người tôi đến như vậy, và cũng rất là phấn khởi được mọi người cái tiếp đó mọi nhà trai chúng tôi rất là chân tình cao thiết, không biết nói gì hơn. Một lần nữa xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu gia đình họ nhà gái và những quan khách. Đường xa xa xôi, họ nhân đại có tư vật mang đến họ nhân đại thì họ nhân đại rất là nhiều, rất là vui vui, rất là nhiều. Thì cùng thiết thương với hai họ hôm nay cái cách đặt vấn đề khi các cháu mà nó tìm hiểu thần giáo thì hai gia đình đặt vấn đề trước và cũng có thống nhất trước khi nhiều sự tổ chức của hai cháu. Hôm nay lần này đang thành tổ thì hai gia đình hai họ tiến hành tổ chức lễ thành hôn hai cháu, và cùng có cái lễ vật của họ nhà cái bán đấy, họ nhà cái thì họ nhà cái thì hoàn toàn được, và cũng nói là muốn đấy thì cùng chính thay mặt họ nhà cái gửi tới toàn bộ họ nhà cái tổ chức nâng cao sức khỏe và nâng cao sự cảm nhận. Nói một điều lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều thương.
thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hãy anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Rồi sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Chỉ cần có nhau. Chúng ta sẽ hướng mắt về phía tân lang tân gia nhân và cùng nhau chúc phúc cho họ bằng một tràng pháo tay thật lớn để mừng hạnh phúc được quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin mời chú rể và cô dâu. Kính thưa quan viên gia đình anh họ và kính thưa tình cảm toàn thể quý vị khách quý gần xa đang có mặt ở phía trong lâu đài chật ních tình cảm đại gia đình hội nhà gái cô dâu Quỳnh Trang và chú rể Đăng Duy của chúng tôi. Quý vị thân mến, như vậy là trải qua biết bao nhiêu thời gian tìm hiểu, biết bao nhiêu năm đợi rồi tháng chờ, và một thời gian dài đi hò về hẹn, trao gửi cho nhau những cung bậc cảm xúc, những lời thề biển và hẹn non. Một lời thề không duyên thì nợ mà hai lời thề không vợ thì chồng, ba lời thề để khơi núi ngăn sông. Và hôm nay em quyết theo anh cho trọn đào kẻo phù công anh đợi và anh chờ, để rồi hôm nay đây ngày lành tháng tốt được sự vun vén bên phía đại gia đình anh họ.
gia đình họ nhà gái ông Đoàn Cao Sơn và bà Lê Thị Nguyên ở thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vui lòng được viết chung tên trên tấm thiệp hồng với đại gia đình họ nhà trai ông Cao Văn Hải và bà Cao Thị Thuyết ở thôn Giang Trung, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thân yêu. Hai gia đình chính thức bắt tay kết tình thông gia để vun vén cho cô dâu chú rể từ nay về chung một mái nhà, xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình từ đây. Trong không khí trang trọng tràn đầy niềm vui niềm phấn khởi, cho phép MC Quý Đôn đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Lina. Lời đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn và ngọc đến đại gia đình hai họ nhà ta, đặc biệt là gia đình họ nhà trai đến từ quê hương Thanh Hóa xa xôi hôm nay đây chính thức về đây làm lễ hỏi để cắt tay kết tình thông gia với đại gia đình họ nhà gái để cùng nhau vun vén cho cô dâu chú rể họ về chung một mái nhà. Từ nay chính thức chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Từ nay thì chung chăn, chung chiếu, rồi chung phong, chung màn và chung lời thở, chung tiếng than. Sau này thì chung niềm hạnh phúc với một đàn con sen. Bây giờ để ghi nhận tình cảm của tất cả quý vị đang có mặt ở phía dưới, tôi xin được mời chú rể cô dâu hai bạn sẽ nắm chặt đôi bàn tay nhau cùng với tôi cúi đầu gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật đông nhiệt để chúc mừng cho chú rể quý vị. Thưa quý vị khách quý sang gần thân mến, buổi lễ tân hôn của chú rể Đăng Duy và cô dâu Quỳnh Trang sẽ chính thức được cử hành tại tư gia gia đình họ nhà trai ông Hải bà Thuyết vào ngày 15 tháng 3 âm lịch sắp tới đây. Hôm nay đây ngày 13 tháng 3, gia đình họ nhà gái chúng tôi cử hành lễ báo hỷ để mời toàn thể quý vị khách quý sang gần, tình cảm bạn bè nam nữ thanh niên vì điều kiện đường xá xa xôi cách trở trong ngày lễ thành hôn sắp tới có thể rất là nhiều người không ra mảnh đất quê hương Thanh Hóa dự buổi lễ thành hôn. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau chúc cho lứa đôi những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho duyên ấm má kề để trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Chúng tôi không muốn để cho quý vị phải chờ đợi thêm, giây phút này xin được phép long trọng thông báo tơ hồng thắm đượm duyên quê. Và sau đây buổi lễ báo hỷ của chú rể Đăng Duy và cô dâu Quỳnh Trang của chúng ta sẽ chính thức được bắt đầu bằng một tràng pháo tay thật lớn đây quý vị. Hôm nay đây gia đình họ nhà trai có khay trầu, có quán nước chè xanh về với quê hương Kỳ Sơn gia đình họ nhà gái để chào đón người con dâu Quỳnh Trang về làm dâu nhà người. Tôi xin phép trân trọng được kính mời một vị đại diện tôn kính nhất bên phía gia đình họ nhà trai sẽ bước lên phía trên có đôi lời phát biểu gửi lời cảm ơn đến gia đình họ nhà gái đã chăm nuôi dạy dỗ cô dâu Quỳnh Trang và từ nay giao phó lại cho gia đình họ nhà trai, giao lại cho chú rể để đi tiếp quãng đường còn lại hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Xin được đọc kính mời lời phát biểu đến từ đại diện gia đình họ nhà trai. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa quan viên bốn họ cùng toàn thể bạn bè thân hữu của hai gia đình nhà trai và nhà gái, lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho nhà trai xin chúc tất cả hôn trường sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể hôn trường, cháu Đăng Duy và cháu Quỳnh Trang, qua quá trình tìm hiểu bằng tình yêu thương và sự nhất trí nguyện sẽ duyên kết tóc và được chấp thuận của địa phương và đồng ý của hai gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi đến từ quê hương Cẩm Thủy Thanh Hóa, nơi có suối cá thần nổi tiếng của cả nước, để báo hỷ và thực hiện các nghi lễ tổ chức lễ thành hôn cho các cháu vào ngày 15. Thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các ông, các bà cùng toàn thể quan viên bốn họ, các bác, các cô, các chú, bạn bè thân hữu của hai cháu. Và cũng chính thức từ đây cháu Quỳnh Trang trở thành dâu, thành con, thành viên trong họ tộc, họ trai nhà chúng tôi. Và cháu Đăng Duy và cũng chính thức trở thành con, thành rể, là một thành viên trong họ tộc của họ nhà gái. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà gái. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Đến từ đại diện gia đình họ nhà gái, nhà trai đến từ quê hương Cẩm Thủy, Thanh Hóa xa xôi, xin được chúc cho bác luôn mạnh khỏe,
chúc cho hai họ tình thông gia luôn gắn kết để giữ lương duyên thuở ban đầu. Thưa quý vị, như bác vừa phát biểu, từ nay chúng ta sẽ mừng cho gia đình nhà trai có thêm dâu hiền, mừng cho đại gia đình nhà gái có thêm rể thảo. Đó chính là niềm vui lớn lao nhất mà hai họ đã vun vén đợi chờ từ bấy lâu nay. Xin được chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm tình luôn viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, về bên nhau để rồi đồng lòng tát cạn biển đông, một tình chồng nghĩa vợ giống như sông Hồng Hà, và về bên nhau để đắp xây chúc một mái nhà trăm năm hạnh phúc sẽ chính bắt đầu từ ngày hôm nay đây. Bây giờ tôi xin được nhường không gian lộng lẫy ở phía dưới, nhường tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại đây thu xếp thời gian và Ngọc về chung vui với gia đình của hai bạn. Chú rể và cô dâu sẽ bước xuống và đi đến từng bàn tiệc một để ghi nhận tình cảm của tất cả mọi người, chạm những ly rượu hồng hạnh phúc và đón nhận những lời chúc ý nghĩa. Bởi vì có rất là nhiều người trong ngày 15 tháng 3 âm lịch sắp tới sẽ không ra được quê hương Thanh Hóa xa xôi vì điều kiện đường xá xa xôi cách trở để dự buổi lễ thành hôn. Có những ca khúc để chúc mừng cho dâu hiền, cho rể thảo, mời quý vị vui lòng trực tiếp liên hệ để đăng ký với ban tổ chức ngay từ bây giờ. Mở đầu cho chương trình quà tặng âm nhạc, tôi xin được mời giọng hát của anh Phương. Mời anh sẽ bước lên phía trên tiếp quản sân khấu với những ca khúc tự chọn để dành tặng cho lứa đôi. Lời đầu tiên cho phép Thanh Phương xin gửi tới toàn thể huân trường một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và có thể cho Thanh Phương một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cánh thiên thần trong đêm vui tìm người bên người yêu anh, khi tâm tư ngọn lửa tình yêu bỗng cháy và đốt tan men tình kiếp này. Cho tôi xin mùi hương chén rượu nào, đôi môi em còn màu son hồng trên áo. Nơi thiên thai từ đây không nghe tiếng sao, chỉ có ta xuyên tình đôi trao. Trong mong chờ, trong tâm tư làm sao với điều nỗi nhớ. Đêm hoan du cùng nhau về đây em ơi, hãy về với anh cho tròn ước mơ. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã biết em yêu anh từ lâu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, tim anh đã trao cho người yêu xưa. Trách chi nữa, em yêu hãy sâu chỉ một câu. Nói chi nữa, và đừng nói chi nữa, anh đã quên không xa đời nhau. Nói chi nữa, và đừng nói chi nữa, anh đã biết em anh từ lâu. Nói chi nữa, và đừng nói chi nữa, tình anh đã trao cho người như dấu. Trách chi nữa, và đừng trách chi nữa, em yêu hãy sâu chỉ một câu. Nói chi nữa, và đừng nói chi nữa, anh đã quên không xa đời nhau. Trong phong trời, trong tâm tư làm sao vẫn được nhớ nhớ. Em khoan cô cùng nhau về đây em ơi, hãy về với anh cho được mơ. Nói chi nữa, mà đừng nói chi nữa, anh đã biết em yêu anh từ lâu. Nói chi nữa, và đừng nói chi nữa, tim anh đã trao cho người yêu. Và đừng nói chi nữa, anh đã quyết không xa rời nhau. Chắc gì
cần nói chi nữa, anh đã quên. Không có tên đề, bầu trời bình yên. Thank you.
Lòng em luôn luôn nguyện ước Chúa Giêsu